Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em chiều nay nha. Tại giữa sầu riêng Hiếu Nghĩa nha, địa chỉ 45 các bạn tháng 8, phường 13, quận 10 của chú anh chị. Này với lại quay chia sẻ của chú anh chị mình xem nè, hôm nay sầu Thái quá chừng luôn. Một đống đây là sầu riêng Thái nha cả nhà. Hello Dũng nha. Em chào anh, em chào cô chú anh chị trong nước ngoài nước ạ. Hôm nay chỉ có Dũng với bé Tiền bán ở đây thôi nha. Giá sầu riêng hôm nay vẫn y như cũ, u như kỹ nha cả nhà. Bà chủ này sắp đi nhập cư bên Mỹ luôn rồi anh. Ồ vậy hả? Có người rước đi luôn hả? Có người rước đi rồi. Ồ quá dữ luôn, thông tin của Dũng chắc mới. Chuyển hộ khẩu hả? Chuyển hộ khẩu. Dũng mới thông tin cho mình biết rồi, bà chủ sắp đi định cư qua USA. Ok em chạy. Con gái không ăn sầu riêng được hả? Này ri 6 vẫn 100.000 ký nha cả nhà. Sầu Thái thì 101. Mua loại nào đó mua. Vừa mỏng vỏ. Giá ruột 300. Sầu Thái giá ruột 330. Này. Có hai loại thôi, nay có hai loại sầu riêng thôi, không có nhiều. Hôm nào có lên sầu riêng mới thì em quay cập nhật liền cho cô chú anh chị mình xem. Tuần này mình có sở hữu. Dũng thông tin cuối tuần có sở hữu. Ủa có hút trên không vậy? Không, dạ đi 600 chứ. Thôi không vậy. Không có hút, không hút. Dạ 810. Dũng thôi đi 6 rồi nha cô chú anh chị. Bao ăn hả? Quê hương là cả dâu. Này mở cửa từ sáng cho tới tối luôn nha, 9 giờ sáng tới 10 giờ tối. Cô chú chị lại được. Mở bán tới 11 giờ rưỡi nha cô chú anh chị, có gì đó đúng không? Đó tới bán tới 11 giờ rưỡi luôn hả? Dạ, những bữa em nhậu đứng rồi ạ. Ừ, lô này ngon ha. Ăn thử nữa kìa. Sao mặt dễ hương dữ ạ? Đã không anh? Gái mất cỡ, gái mất cỡ, chị ăn sầu riêng. Rồi, cái đó chị tự xử luôn nha chị Tiên. Đây, đây, chùi. Ký gì hả? Tôi có lấy hai trái loại cơm hơn. Không vỏ là loại cơm hơn. Giống luôn Dũng ơi. Cô thấy ngon quá à, chị gái mua. Này đẹp mà Dũng ơi. Quê hương là con sông đồ vui liếu lo trên chị Tiên gì đặt đặt cái gánh nặng lên cho em vậy. Được mấy hộp? Ba hộp. Ba hộp. Ba hộp này ký rưỡi cơm 308. Vẫn còn lại. Mua trái lợi hơn. Con đúng giường nữa không? 229 chị ơi. Ok chưa chị? Ok dẻo nha. Sao mà dặn dò dữ vậy ta? Đổi khu cho mẹ đổi lại. Sao mà gầm gừ dữ vậy ta? Đúng mua lá sườn riêng mà áp lực quá. Ôi dồi. Chắc đâu rồi chị ta? Giống chưa? Đủ dẻo chưa? Ok chưa? Mà tôi chưa thấy ok nè. Bị gì Dũng? Sượng à? Chán đầu anh. Chán đầu hả? Cho anh tái toàn đen đen ra như thế. Bị sượng cứng à. Khỏi ăn muối chút bụng muối khác à. Hai muối luôn. Hai muối cái luôn. Cái này như là mới bị muối đầu hết luôn á. Đổi tay mát lên cho em. Mình lỡ mang cái tiếng rồi. Cái mát của chị Tiên gắn cho em nè. Rồi trên này nó qua bển luôn đi. Nó nứt vậy à. Kìa trái gì Tiên lựa kìa. Tôi chiều mấy người chứ lắm luôn rồi đó. 258 ngàn.
quá đất. Quá tải quá đất, cái tay sổ đi. Ôi, trái này xuất sắc. Quá ngon, quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Chào mình tên nha, mình không phải thử, phải thử. Chị nhìn chị thấy ngon rồi, khỏi thử luôn. Ngon rồi, dân miền Tây mà. Ồ, dân đâu có miền Tây. Bánh tre. Bánh tre chỗ nào, bánh tre chỗ nào, bánh tre. Không, mà khu có làm ruộng không, không có làm đồ riêng nha. Nhưng mà ở đâu, tôi uống bánh tre đây. Bà Ti. Bà Ti mà làm ruộng má. Làm ruộng, thầy khu có làm ruộng. Bà Ti chỗ nào làm ruộng. Thì khu nhìn sâu quá, vô sâu 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 quá. Ủa. Đến giờ vẫn còn làm ruộng, với đồng cỏ. Hả? Bên đó có trồng trái cây gì không ta? Không. Bà Tý mà có trồng mà chanh bưởi gì không? Không, à, không có gì hả? Bánh tre không luôn á. Ba mẹ. Đây chả lát. Chả lát mỏ cài. Dạ, bị 600 ngàn ký chị. Còn Thái thì 110 ngàn. Bà Tý. Bà Tý gần Dòng Trôm rồi phải không? Trôm đi xuống. Mà ngoài đó mà có ruộng ta. Thường thường ở chỗ em mới có ruộng ta nè. Chỗ này không có ông thần. Lắm rồi. Rồi, rồi giờ này ta còn ở chỗ đồng cỏ nhiều chứ đây lên dưa rít dừa nhiều. Dạ, dạ. Ừ. Dạ, dạ. Ừ. 187 đâu không cô? 187. Quay lưng là cả hết nhau. Rồi thử luôn cô ơi. Cái này chín cây hay không? Chín cây ăn ngọt đậm. Ok nào. Có số chưa? Hả? Có số chưa? Đã ba chi mà bốn chi mà thắng lên chi rồi. Là sao? Bốn bài của ba lắm. Ăn nào lấy luôn anh trai ơi. Đi sáu luôn. Nãy giờ khách mua đi sáu không rồi nha cả nhà. Trái của khoảng 3 kg rồi Dũng ơi. Qua rồi chị. Rồi 3 kg. 3,5 kg. 353, 350 luôn anh. Ngon là được không? Trái này cơm ngon, muối cũng ngon nữa nha. Trái này đều học luôn, mỏng vỏ nữa. Ôi trời ơi, ngon quá. Xuất sắc. Mình dùng thử một miếng coi nó có ok chưa. Quá ngon đúng không? Đây, chiều tay luôn anh trai. Hay quá trời ơi. Nãy giờ cô trái này của anh trai đều học luôn, năm học luôn. Phải để hai hộp hết nè. Trái này 350 nha cả nhà. 350 mà sợ được ký rưỡi cơm luôn á. Năm học đều. Học đều luôn. Một cái loại hơn nha, 100 ngàn ký nha. Đi 600 ngàn ký. Đó, khá dữ. Dũng làm rất rẻ quá nhanh. 35 ngàn chị gái ơi. Quê hương là cả. Giờ lấy sầu riêng quốc dân đi. Ri sáu là sầu riêng quốc dân thông dụng dễ ăn. Hai trăm mấy là 2 kg mấy. Đây 2 kg mấy, 2,5 kg không? 2,7 kg. Thiệt luôn á chú Ngầu, 2,7 kg đâu mà anh? 2,7 kg. Để chú Ngầu xả bớt ra coi được không? Hai thầy luôn chứ phải một thầy nha. Mà cũng một bệnh rồi hả? Có một chứng bệnh nó làm. Ủa gì thay bố, thay bố thắng mà dẫn đi tới hai thầy chứ hả? Thầy bởi vì đáng mình nói chứ không nói. Vậy là thay 2,4 kg luôn hả? À mua cho, không biết ăn mua cho vợ hay sao hả? Này là test giùm luôn anh. Không phải người nhà. Ok không? Thì tính ra thay 2,4 kg luôn. Quê
này được không, này còn muối không, nhỏ quá hết rồi dục đi. Ủa sao cặp nặng tay nha đó, trời ơi vụ muối hư rồi. Trời ơi 270 mà ký mốt 540 cơm luôn. Dạ hôm nay đưa chú Ngầu sửa, chú Ngầu đang sửa kìa. Rồi cảm ơn anh ta. Thầy kỳ ta. Hay là để cho phòng 4 người nha. Đeo lấy ký cơm được không? Được. Anh nói không có vấn đề gì cả, ngon là được. Đúng, đúng anh. Không có con chạy. Rửa lỗ mày. Từ 600 ngàn ký vào tháng 101. Cho lấy họ không cô? Một cơm hả cô? Dạ vẫn vậy anh, đi 6 thì 100, thái 101. Cơm đi 6 thì 300, thái thì 330. Em thấy nó sai sai vậy trên đây coi. Chưa chín hả? Chưa chín rồi. Ở cuộc trái đầu tiên thấy nó sai sai. Rồi đấy này đúng chưa? Đúng đúng à. Thử đi anh. Ổn không? Dạ đúng rồi, thái này nó khô. Cho đi dẻo đi mềm kìa, đi cái đóng kìa. Cho cô thử không? Dạ, thái nhu. Thái chín cây. Thái chín cây. Sao biết chín cây vậy không? Dạ, đã đem vô là nó chín rồi. À. Mà đem vô chừng 2-3 ngày chín là chưa không phải chín cây. Dạ, đó là chín rộng. Chín cây. Chính là này, chính cây là nó chín trên cây rồi nó rụng xuống. 384, 389 luôn anh. Ký 2 á. Hơn một xíu. Ok không anh? Ok. Chuyển quản hả? Ok. Mà xem chị. Con kia anh Khang Dũng có hàng rau chắc quá. Là lâu lâu ăn mì sống không á? Qua rồi, qua rồi, thử miếng vậy. Rồi, cảm ơn anh trai. Rồi, qua rồi, ok, cảm ơn. Dạ. Em mới đi Hà Nội thôi. Hà Nội vào ghé đi mua sầu riêng liền hả? Sao biết? Sao biết đây hay vậy? Có xe clip hả? Có chứ. À. Quá tuyệt vời. Đứng xem chiếu đi. Để gì? Cô thử không? Cho cô thử rồi chú. Mấy kia nó vào. Ờ, mấy kia nó được. Nhưng mà nó hơi lạ. Dạ, thấy không? Này mà lạc hả chú? Vàng vậy mà lạc á. Cho cô thử coi. Cô thử coi. Nó hơi lạ. Chú trả ngoài ta. Được không? Được. Là chú ăn ngọt dữ lắm luôn á. Có vàng kè vậy mà chú ăn lạc thì con cũng tiểu đường thành ra lạc. Chú à, đàn chi là nó không ngọt là phải là cô? Nó ngọt kinh lắm. Rồi, ngọt, bởi vì cái ngọt đậm của chú là phải chín cây vậy chú. Được mấy cô chú bị ấy là bị tiểu đường là ăn thích uống một hút lắm. Ngọt. Tiểu đường thích ăn sầu riêng. Để đây lát mới bỏ vô kìa. Dạ. Bỏ vô làm cái cơm. Con cắt túng cái hộp của con lười anh con.
90 cô chứ nó không có 100% được cô. Tái nào mà nó mỗi tái mỗi khác nè. Nó lại thì nó béo nhiều. Trời ơi, chân dài dữ vậy. Nó mà không hợp khẩu vị anh ơi. Hả? Không là bà. Cái này không hợp khẩu vị. Ông quay phim mà ông nhìn hoài. Anh nói gần đây không? Em vừa nghe 32 mà. À. Vâng. Quay quay dạ. Đưa mặt cô chú lên trên nó nói gì quá tiểu đường. Cái này ngon, cái này xuất sắc. Tiền mình ăn mình lo gì đâu, có tiền ai vui mà. Ai đâu mà trời đâu ai tối đông ngại trời. Ngon hả chú? Ờ. Có đâu ăn tạm mình kết gì ai đâu mà ngại. Bởi vì cô chú đang đây không? Trời ơi, tuốt lên tấn á. Lên tấn hả? Kẹt thôi chú bà quẹo muốn chú. Dạ đúng rồi, chỗ bà quẹo ngay đứt thở luôn. Dạ. Tại vì mua rồi đóng gửi đi đó. À, gửi đi nước ngoài cô. Đi đâu? Bác. Bác à? Dạ. Cô của cháu đi luôn á. Thế là tặng. Con về. À con cô về. Thôi làm quà này là quá tuyệt vời rồi. Mình xui à đem qua hả? Ủa mà mình qua Pháp là con cô là cái đêm qua lần nào chưa? Rồi. Có để hụt luôn hả cô? Đi được thì đi được rồi. Dạ là nếu mà cô anh xui. Anh xui hả? Ừ. Cái tính vịnh lại vịnh là hốt hết. Qua được là qua anh chạy nó chạy. Dạ. Không tại vì cái này nó có mùi quá. Đây máy bay nó có mùi. Hút chân không rồi. Hút chân không mà. Hút thì em đỡ. À. Hút chân không là nó. Nay cô mua mấy ký vậy cô? 5 ký. Ồ 5 ký được ha. Có dữ. 5 ký được. 36 đi. Dạ. Cơm nó dẻo dẻo. Hợp luôn kìa, có cơm dẻo không kìa. À, đi dẻo kìa, vô trong bà dạ. Chị. Còn đi Pháp thì cũng có nhiều mua đống về mua. Nhưng mà đi Pháp đi châu Âu thì nó chắc. Bên đó đâu có trồng được cái trái sầu riêng mình đâu. Chủ yếu là sợ. Hôm qua mới coi cái clip mà trái sầu riêng đông lạnh nó có beng mà nó đem khui ra. Bên đây đông lạnh đem mua anh bán không nguyên trái không cắt này trái cây xứ nhiệt đới mà nó xứ lạnh ăn đâu được thử miếng đó luôn đi coi không có hộp không còn mới có 3 chín nè đây này cô rồi ok chào anh trai nha cảm ơn anh trai có ăn ngày quay lại đây nha em clip có đang ăn thái mời ăn đi sao từ Hà Nội đến Thanh Hóa đang đi công tác vào vượt 2000 cây số. Không, mà ở chỗ tụi con á quay xong tụi con cho biết cái địa chỉ. Dạ. Nhiều chỗ á cái clip nó đưa lên cũng nằm được ngon nhưng mà nó không thèm cho. Ờ vậy đâu ai đâu biết tới mua. Không có địa chỉ gì là không có giá người ta biết. Cho giá 200 mà hỏi địa chỉ đâu không trả lời. Nó phá giá tụi không này. Cho địa chỉ không cho số điện thoại hết trơn. Chơi cái kiểu phá giá chứ. À, chơi kiểu phá giá hả con? Cái bằng thí dụ nó nhiều lắm con. Nó nhiều. Muốn bán là nó phải cho người ta biết địa chỉ người ta mới tới. Địa chỉ người ta mới tới người ta mua được chứ. Muốn bán mà cái địa chỉ với cái số điện thoại là quan trọng á. Dạ đúng rồi. Để người ta liên hệ với mình chứ. 415 lấy gì người ta biết. Rồi chắc đủ rồi đó. Để cân coi. 5 kg cơm cho con nha, đầy quá rồi Dũng để không luôn. Không không luôn. Rồi 5 kg hay gì trời. Ngay chốc luôn. 5 kg. Hôm nay là cơm nó vàng lắm. Đi miền Tây hả? Không, đi miền Đông mà nó. Miền Đông mà sao? Bấm giá lại. 1.5 triệu chẳng. Đó, nó chẳng hết trơn luôn rồi. Còn Dũng Huy đẹp quá. Số luôn. Rồi, hết chuyện không. Đó, hộp nhỏ cho nó đẹp. Hộp đỏ hộp nhỏ cho đẹp chứ. Chị kia nãy chị có mua không? Dấn tem vô nha. À mua hộp. Có cho dấn tem không cô? Bây đó nó cho dấn tem đem qua anh ta. Dán tem qua đây. Rồi tới phần còn lại, công việc còn lại là của cô Tiên. Rồi qua bên đó cô tặng hay là biết dán cái thương hiệu lên. Cô có đi rồi mà giờ nên sẽ biết cách mua
đây giá mềm mà, đem về bển ăn, như qua bển mua giá nó mắc mà nó không có được tươi như bên đây. Mà chỗ mới đi mua cái gì quên mất rồi. Cuốn riêu. Ăn mì sống đó ơi. Ăn mì sống Hảo Hảo, gói mì quốc dân. À giờ chiếc hộp nhỏ ha. Nhưng đây phân ra được 10 cái hộp nhỏ thôi. Rồi sầu riêng vàng ngon kìa. Miền Đông mà nó cũng lô này nó cũng vàng đã ghê cả nhà. Nó dẻo ghê á. Dạ có, trong cái xô mới rửa đem lên anh, vừa lấy ra luôn. Vô. Chị nghe thấy cô. Cô ở trên Lê Trọng Tấn, quận Tân Bình. Xuống đây mua sầu riêng. Vậy là gần nhà cô Tiên rồi. Gần nhà cô Tiên. Cô Tiên ở trên ngã tư Gò Mây. Cho cô luôn, cô về cô bỏ tủ đông, cấp đông hay đi cái bỏ vô thùng xốp. Có đá luôn. Chắc tôi không biết làm sao, tại vì nếu mà gỡ ra là nó sẽ bị kẹp nhép á. À phải gỡ ra nữa hả? Hôm nay trời đẹp rồi. Không biết tối thì sao? Rồi tới ở đây 8 giờ mấy mới mưa. Như tháng này tháng 7 thì sao thấy người ta đi ra đường hết sạch rồi. Giờ này tan làm mà đường vẫn quay à. Bình thường ở đây giờ này là kẹt xe đầy luôn á. Mà coi đường đây có đâu có đông xe đâu. Bình thường giờ này ở đây là kẹt xe đầy luôn rồi, giờ xe lưa thưa không, giờ này là gần 6 giờ rồi cô chú anh chị. Trời tối rồi đó. Lưa thưa 5kg của cô đi Pháp. Khúc cách mạng tháng 8 này từ đây cho đi lên tới công viên Lê Thị Riêng giải tỏa mặt bằng hết trơn rồi đó. Hai bên giải tỏa mặt bằng hết trơn. À, chuẩn bị làm đường đó cả nhà. Chạy được luôn hết á.
Cái này đều quá ha, còn đang hỏng nữa nè. Từ từ để em làm cái mộng ra. Không hết rồi, để đầy vô quá cây còn trái. Đó, còn không có đã, còn em hồng ráo, dẻo. Rồi, chị à, có hả, trên bàn cũng có. Quá dữ, quá đẹp luôn.